Xin chào quý thưa cô cùng toàn thể các bạn đã theo dõi kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ giải thích tại sao Taekwondo lại có nhiều màu võ phục như vậy. Có khi là màu đen, có khi màu trắng, có khi màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu vàng. Rất là nhiều màu. Vậy màu nào là màu chính thống và màu nào là chúng ta màu để biểu diễn hoặc là để thi đấu? Thì bây giờ này, video này sẽ các bạn sẽ biết. Về màu võ phục của Taekwondo, chúng ta chia thành 3 nội dung. 1, 2, 3. Nội dung thứ nhất là màu võ phục tiêu chuẩn hay là màu phục căn bản là truyền thống ấy. Màu võ phục thứ hai là màu dùng để thi đấu quyền. Màu võ phục thứ ba là màu để thi đấu và biểu diễn hamadan hay là biểu diễn võ nhạc. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ở nội dung thứ nhất là màu võ phục tiêu chuẩn, màu võ phục truyền thống các bạn. Đây là màu võ phục tiêu chuẩn truyền thống các bạn: áo trắng, quần trắng, đai và cổ chữ V. Này là cổ chữ V. Đối với các bạn từ cấp 8 đến cấp 1, tức là đai trắng này, đai xanh, đai vàng, đai xanh lá cây, xanh dương và đỏ, thì bắt buộc phải đeo cổ trắng. Màu đai của mình và cổ trắng, cổ nó phải trắng. Dù bao nhiêu tuổi cũng vậy, các bạn cũng phải đeo cổ trắng. Khi các bạn lên cấp, lên đẳng, đẳng ta có chia hai loại, đẳng dưới từ 14 tuổi trở xuống thì các bạn phải đeo đai đèn đỏ. Này xác định là bùm, chúng ta sẽ có 3 bùm. Thì đai đen đỏ này bắt buộc phải cổ đen đỏ. Và từ 15 tuổi trở lên thì các bạn sẽ đạt được đẳng rồi, thì chúng ta sẽ đeo đai đen và cổ đen. Nói như vậy thôi. Võ tiêu chuẩn, cái võ phục tiêu chuẩn này chúng ta dùng để tập luyện, thi đấu, huấn luyện, tất cả các nội dung bắt buộc và màu của nó là màu trắng này. Rồi chúng ta sẽ đeo nội dung thứ hai là nội dung thi quyền. Thi quyền là nó rất là nhiều màu, nhưng mà sẽ quy định quyền nó như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Nội dung quyền chúng ta sẽ cũng có 3 loại quyền, thì sẽ có loại quyền cho các bạn thi cấp. Thi cấp thì các bạn sẽ mặc đai màu của mình, đai các bạn đang sở hữu á, rồi bộ áo trắng, quần trắng, cổ xéo và cổ phải là cổ viền trắng và đai màu của mình đó. Các bạn cấp từ cấp 8 đến cấp 1, cấp màu đai á. Khi các bạn lên đến đai đẳng hoặc bum thì nó sẽ quy định tuổi từ 14 tuổi trở xuống. Đối với nam thì các bạn sẽ mặc áo trắng, quần xanh dương á, áo trắng quần xanh dương và cổ đen đỏ, đai cũng đai đen đỏ luôn. Rồi đối với các bạn nữ từ 14 tuổi trở xuống thì áo trắng, quần đỏ, cổ đen đỏ, đai đen đỏ. Đó. Rồi đối với các bạn từ 15 tuổi trở lên là đai đen là đẳng, thì các bạn sẽ mặc bộ quyền như sau. Đối với nam sẽ là quần đen, áo trắng, cổ đen, tất cả cổ xéo nha, quyền đều được cổ xéo hết. Nữ thì sẽ là quần xanh, xanh dương á, áo trắng và cổ đen. Đó. Rồi thì đối với những người mà mặc vào võ phục áo vàng thì các bạn lưu ý là phải đạt từ 50 tuổi trở lên, 50 tuổi giới hạn á, từ 50 tuổi trở lên, trên 50 tuổi, và phải đạt đẳng là từ 7 đẳng đến 9 đẳng là chúng ta sẽ thi đấu quyền mặc võ phục màu đó, màu vàng đó. Đó là vàng gọi là võ các đại võ sư chúng ta mới được mặc. Còn bình thường thì chúng ta các bạn trẻ có thể đạt 7 đẳng đi, nhưng mà tuổi cũng chưa đạt được, chưa đủ 40-50 tuổi thì chúng ta cũng không thể mặc cái võ phục áo màu vàng được. Phải đạt tới 2 tiêu chuẩn đó, phải tuổi và đẳng. Rất là khó để mặc bộ phục đó. Cái nội dung thứ ba là nội dung về tại sao lại võ mình lại có nhiều màu nữa thế. Màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu xanh. Này là dùng để biểu diễn hamadan, biểu diễn riêng màu sắc cho câu lạc bộ và cho đội tuyển chúng ta đi thi đấu. Hoặc là mặc cho nó có màu sắc, hình ảnh nó đẹp, nhưng mà nó vẫn là bộ võ phục của Taekwondo. Nó vẫn xác định đó. Chúng ta dùng để biểu diễn thôi. Chứ đi học, đi tập, đi... các bạn cũng có thể mặc, nhưng mà một mình một màu thì nó kỳ quá, thì chúng ta đi tập đi học thì mặc bộ đồ này, áo trắng này, bộ cơ bản truyền thống này,
Còn khi đi với đội, đi thi đấu, biểu diễn hay mai đăng, biểu diễn quả nhạc thì chúng ta cùng một màu, thống nhất một màu, màu nào cũng được. Có thể màu đen, có thể màu xanh, cùng xanh, có thể cùng đỏ. Đó. Hoặc là sọc rằn ri, hoặc là vẽ rồng, hình rắn gì cũng được. Đó là nội dung, nó cũng không có bắt buộc lắm. Đó, mình thống nhất lại đó là ba nội dung là màu màu của tiêu chuẩn, màu để thi viên và màu để thi hàm bài đăng. Rồi video này sẽ kết thúc ở đây và các bạn đã rõ về màu sắc của bộ phục Tendo rồi ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. 안녕하세요.